Được trở lại trường học trực tiếp sau 3 tuần học trực tuyến, niềm vui xen lẫn với những lo âu trên gương mặt của những học sinh cuối cấp. Bởi chỉ còn hơn 2 tháng nữa, các em sẽ chính thức bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 cam go. Kỳ thi tuyển sinh vào 10 đã sắp tới rồi. Điều này khiến chúng em vô cùng lo lắng, bởi vì chúng em vẫn chưa biết được môn thi thứ tư là môn nào, yêu cầu ra làm sao. Em muốn công bố sớm để có các bạn đều có thời gian chuẩn bị thật kỹ ạ. Kế hoạch ôn tập để thi vào lớp 10 của em vẫn được diễn ra từ đầu năm, nhưng mà sau đợt vừa rồi vì vướng một lần nữa dịch nên là em cũng hơi bị chậm lại chương trình. Trong tuần đầu tiên học sinh đi học lại, các nhà trường đã tiến hành kiểm tra khảo sát và ôn lại toàn bộ kiến thức cơ bản cho các em. Nhiều tiết học tăng cường các bộ môn cũng được tổ chức trực tiếp và cả trực tuyến để dự phòng cho các phương án khác nhau về môn thi thứ tư. Trong cái thời điểm như hiện tại thì thực sự là khó khăn cho các con. Thì nhà trường cũng như phụ huynh học sinh rất là mong muốn Sở Giáo dục sẽ công bố cái môn thứ tư thật là sớm để cho các con có cái tâm thế tự tin hơn trong cái việc là thi vào 10. Nếu như phải thi môn thứ tư thì chúng tôi cũng sẽ rất là cố gắng để có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình. Nhưng chắc chắn là đối với 2 năm học vừa rồi, các con học online thời gian quá nhiều cho nên là chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Và làm thế nào đấy để đề của sở ra có thể là phù hợp với cái trình độ của các con. Vừa phải hoàn thành chương trình, lại vừa phải ôn luyện đồng thời tất cả các môn học. Áp lực như nhân lên khi học sinh khối 9 năm nay phải trải qua 2 năm học bị gián đoạn bởi dịch bệnh. Trong khi mong muốn của cả thầy và trò là sớm công bố môn thi thứ tư, thì nhiều phụ huynh vẫn kiến nghị phương án phải bỏ môn thi này, giống như một số địa phương đã làm. Các con khối 9 năm nay thì lại còn đắm chìm trong Covid nhiều hơn bởi vì các con cũng bị ảnh hưởng từ năm ngoái và cả năm nay nữa. Thì tôi nghĩ là một cách hợp lý thì vẫn nên là sử dụng 3 môn thi là hợp lý hơn là 4 môn. Hầu hết các phụ huynh năm nay có con thi thì rất mong muốn là Sở Giáo dục Hà Nội có thể thay đổi theo cái cách của 2020 là chúng ta chỉ thi 3 môn thôi và bỏ môn thứ tư. Theo lịch thi lớp 10 của Hà Nội, năm nay kỳ thi sẽ được đẩy lên vào ngày 29 và 30 tháng 5, tức là sớm hơn 1 tháng rưỡi so với năm ngoái. Bên cạnh sự chuẩn bị của các trường, nỗ lực của học sinh, giáo viên và phụ huynh, thì cũng rất cần những công bố sớm nhất về phương án liên quan đến kỳ thi này từ phía các cơ quan chức năng.